đây là cái camera hành động của hãng Ausix. Tên của nó là S81. Vâng, giá của nó chỉ có 2.590.000 đồng thôi. Hello, chào các bạn. Vâng, hiện tại tôi đang test chụp time lapse tua nhanh thời gian bằng con Ausix S81 đây. Wow, quá đẹp các bạn ơi. Đây là một cái đoạn video time lapse quay 4K. Thì tổng cái hành trình mà để quay được một cái đoạn mây trôi như thế này thì tôi đã thực hiện trong khoảng 60 phút, tức là 1 tiếng đồng hồ. Gọi là chụp time lapse mà. Đó, và kết quả mình thu được là sẽ là một cái video dài 2 phút. Đó, và tôi có tua nhanh lên 4 lần và kết quả là được 30 giây như thế này. Ausix S81. Vâng, chụp time lapse các bạn. Quá đỉnh. Ok, chào các bạn. Vâng, shop linh kiện RC. Đó, 2.590.000 đồng các bạn. Wow, mở hộp thôi. Quá đã. 5K. Vâng, còn Ausix S81. Vâng, một cái bộ phụ kiện, một cái túi. Vâng, cái túi này không là bao nhiêu tiền được các bạn ơi. Pin, một pin sơ cua nữa kìa, là 2 pin. Đó, một cái ốp chống nước. Nhìn khá là long lanh các bạn ha. Với cái ốp này thì vừa bảo vệ máy chắc chắn, lại vừa chống nước luôn. Đó, mặc dù là nhìn nó hơi cổ điển một chút các bạn ha. Đó, màn hình cảm biến nha, cảm ứng, màn hình cảm ứng. Vâng. Đó, những cái menu rất là nhạy luôn. Máy thì cực kỳ nhẹ rồi. Đó. Nói chung là gia công nhìn bên ngoài thì khá ổn. Đó, nhìn cái nắp len thì nó giống con của DJI. Vâng, đây là toàn bộ phụ kiện đi kèm theo. Đó. Bộ filter 6 cái, ND4, ND8, ND16, rồi chống chói, lóa, rồi len macro, đó, đọc sạc này, remote, đó, thân máy, đó, và những cái phụ kiện để gắn lên xe và gắn lên mũ bảo hiểm, dây rèn, remote, vân vân. Vâng, đặc biệt là có cái remote để quay phim chụp hình các bạn ha. Đó, đọc sạc này. Đó, khi bạn mua những cái lặt vặt này thôi á, là cũng khá tiền đấy. Đó, remote chụp ảnh này, quay phim này. Khá ngầu. Rất tiện khi mà mình làm vlog mà mình để máy ở cách xa mình á. Đó. Điểm thú vị là mình dùng remote là cho dù máy đang ở mode nào cũng được nha. Mình cứ bấm chụp hình là nó chụp thôi. Hoặc bấm quay phim là nó chụp, là nó quay. Nó không cần biết là đang ở mode nào cả. Mình đỡ phải cái động tác là chuyển mode. Lâu nay là mình phải chuyển đúng mode thì mình mới quay phim chụp hình được. Còn đây đang ở mode nào bấm là nó tự nó quay luôn. Quá hay. Đó, mình làm vlog một mình thì nhiều khi loay hoay, chạy tới chạy lui, bấm thì cũng mệt, cho nên là có cái remote thì khá là tiện. Đó, rất nhạy ha. Và filter này, cái bộ filter này mà mình mua riêng thì cũng không biết bao nhiêu tiền rồi. Nếu mà trừ hết cái phụ kiện ra thì cái máy chắc còn hơn 1 triệu quá, chừng 1.500.000 quá. Đó, mở ra thì nhìn cũng khá giống Goro ha. Nói vui vậy thôi chứ con này là con giá rẻ tầm thấp, không có cửa nào để so với Goro được. Tại vì con Goro đời mới nhất bây giờ là tới 10 mấy triệu lận cơ. Cái này dành cho các anh em mới chơi ha, hoặc là chơi lâu nhưng mà dùng để làm camera hành trình, hoặc là để quay backup dự phòng. Có hai màn hình luôn nha. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, hiện tại tôi đang đeo cái camera của hãng Ausix. Ausix, tên của nó là S81. Đó, tôi kẹp vào cái cổ áo sơ mi ở đây. Và có ốp chống nước nha các bạn. Đó, có ốp chống nước. Thì không biết rằng khi có ốp chống nước này thì âm thanh các bạn nghe có ok không? Đó, bây giờ tôi đi làm. Và tôi sẽ test một cái vlog đường đi làm cho bạn xem. Quay bằng con Ausix S81 nha. Con này là con giá rẻ.
Đó, chỉ có 2.590.000 thôi. Ok, get go. Vâng, hiện tại xe tôi đang tắt máy và ngoài đường xe chạy rất là ồn. Thì không biết các bạn nghe âm thanh như thế nào. Bây giờ mình nổ máy. Ok, đã nổ máy. Vâng, tôi đang quay 4K 30 giây và đã bật chế độ tiếng lùng ABS lên. Vâng, con S81 này khi mà mình bật chống rung lên á thì khung hình nó rốt nhỏ lại một chút, cái góc nó hơi hẹp các bạn. Nếu các bạn muốn chất lượng tốt hơn thì mình nên tắt chống rung đi nha. Nhưng mà tắt chống rung thì chỉ sử dụng trong trường hợp mình có chân máy hoặc là ngồi trong quán cà phê thôi. Còn đi ngoài đường thì chắc chắn là bật chống rung lên rồi. Đó, quay vlog thì các bạn nên chọn những cung đường đẹp là một này, thứ hai là có nắng xiên là hai này, thì nó sẽ đẹp hơn. Vâng, âm thanh của con này thu trực tiếp rất là tốt, tôi không có sử dụng micro. Tuy nhiên là hiện tại đang sử dụng cái ốp chống nước đó để nó có cái bát chuẩn GoPro để mình kẹp cổ áo đó, nên âm thanh có thể nó sẽ hơi nhỏ vì cái ốp này nó kín mà. Theo tôi đánh giá thì cái khả năng chống rung của con này khá là ổn, khá là ok. Chỉ tiếc là góc hơi hẹp một chút thôi, nhưng bù lại ở góc hẹp thì các bạn sẽ nhìn được xa hơn, rõ hơn và hình ảnh nó bớt biến dạng hơn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Cho dù là cái máy là bao nhiêu tiền, của thương hiệu gì đi chăng nữa, thì cái việc đầu tiên các bạn cần kiểm tra đó là chất lượng video. Đó, chất lượng ở đây thì mình nhìn về cái chống rung. Vâng, chống rung EIS thôi, nhưng mà rất là mượt, rất mượt mà ha. Đó, chống rung này là tôi đang đội ở trên đỉnh đầu của nó bảo hiểm á. Đó, mình ngước lên này. Đó, về chống rung thì tôi thấy ok, cũng phải được 8 điểm á. Do mình đội trên đầu cho nên mình hơi quay qua quay lại cho nên nó hơi giật tí xíu ha. Cái thứ hai là màu sắc. Màu sắc khá là thật. Vâng, video này là tôi giữ nguyên, nguyên video, không có chỉnh sửa sáng tối, màu sắc không làm có gì cả. Giữ nguyên màu gốc đó, cho các bạn tham khảo. Đó, màu sắc khá là trung thực và tươi tắn. Độ nét, độ nét thì cũng vừa phải thôi ạ. Tại vì do tầm giá mà, ở cái phân khúc này thì nó chỉ nét được như vậy thôi, chứ mình đòi hỏi cao hơn thì cũng khó. Đó, khá ổn, khá ổn để các bạn làm camera hành trình gắn trên xe máy ô tô. Đó, hoặc là những các bạn làm vlog mà chưa có điều kiện để mà mua những cái máy xịn sò hơn. Đó, màu sắc ánh sáng nói chung là phai gốc nha các bạn. Đó, khá đẹp rồi đó. Lưu ý rằng là tôi có đội ở trên đầu cho nên cái đầu mình chạy xe mình hơi nhìn qua nhìn lại một xíu cho nên nó không được cố định lắm. Còn nếu các bạn gắn trên xe hoặc đeo trước ngực ấy, thì nó sẽ êm hơn, nó không bị lốc lắc do cái đầu của mình nghiêng qua nghiêng lại. Với lại cái công nghệ chống rung EIS ấy, khi mà mình chuyển hướng đột ngột ấy, thì nó cũng hơi gãy một chút. Vâng, thật sự là lúc mà mình chuyển hướng nhìn hơi gắt một chút thì nó sẽ bị giật giật một tí, chứ nó không êm được như những cái dòng camera cao cấp. Nhưng mà về độ sắc nét ok. Đó, màu sắc cũng ok luôn. Khung hình thì hơi hẹp hơn, góc nhìn hơi hẹp hơn một chút so với lại những cái camera khác. Tuy nhiên bù lại hình ảnh nó bớt bị bít cong, nó bớt bị cong. Đó, các bạn nhìn cái tòa nhà kìa, nó thẳng ha, nó không có cong, và cái đường chân trời nó cũng không có cong nhiều. Vâng, do tôi kẹp lên cổ áo cho nên là nó hơi cao á, nên không nhìn thấy được cái xe. Đó, đây là cái cảnh ngược sáng. Vâng, mình phải test ngược sáng nha, tức là mặt trời ở phía 12 giờ trước mặt mình á, để mình cảm nhận được cái vùng sáng tối. Đó, tôi cố tình đi qua những cái đường hầm như thế này
để nó thay đổi ánh sáng đột ngột để các bạn cảm nhận chất lượng của video. Và đây là chung cửa hầm, thì các bạn tưởng tượng như đây là ban đêm đi ha. Đây là chất lượng quay đêm này. Do cái đường hầm nó bê tông cho nên nó có những cái gờ tưng 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 ấy. Quá đẹp các bạn. Tôi chọn là những tình huống quay khó ha. Quay ngược sáng. Quay ngược sáng có mặt trời ngay trước mặt thì những cái vùng tối nó sẽ bị bíp nếu như cái camera chất lượng mà nó tệ. Đấy. Đây là đang đeo trước ngực các bạn. Vâng, tôi kẹp sơ sài ở trên cái áo sơ mi thôi, cho nên là nó hơi rung rung một chút, đi qua những cái làn giảm tốc nó hơi rung. Thì với cái tầm giá mà 2.590.000 này mà các bạn trừ phụ kiện đi thì cái máy chắc chỉ tầm 2 triệu. Mà quay một cái camera, một cái hành trình như thế này thì tôi nghĩ rằng là ổn, vừa giá. Chứ nếu mà cầm 2 triệu đồng thì các bạn khó có thể mua được một cái camera nào được gần như thế này, bằng chất lượng khá đẹp. Tôi hơi bất ngờ đấy bạn. Hơi bất ngờ ở những cái cảnh mà ngược sáng này. Còn thuận sáng hoặc là ánh sáng đều thì nó dễ quá rồi các bạn ha. Đó, ngược sáng ở gầm ô tô kìa, vẫn thấy rõ luôn. Xe bảng số rồi bảng hiệu đi đường là rõ. Đấy. Với kinh phí thấp thì các bạn nên mua con này. Đó. Chống rung thì tạo ổn các bạn. Đó, tôi đang quay 4K nha. Mặc dù con này có thể cho quay 5K. Nhưng mà tôi nghĩ 5K chắc nó cũng không có cải thiện gì hơn đâu. Cho nên mình quay 4K tiêu chuẩn thôi. Để mình biên tập cho nó dễ. Đó, cho nó nhẹ nhàng. Đẹp các bạn ơi. Đó, đẹp. Đó, tôi đang đi về hướng Tây. Hình ảnh thì quay 3 phim giây. Vâng, con này có khả năng cho quay tới 60 phim giây. 60 nha. Đó, nhưng mà đó là những trường hợp đặc biệt mình mới dùng thôi. Hoặc các bạn nào thích nó mượt mà hơn nữa thì mới dùng thôi. Còn tôi xưa giờ, cho dù dùng GoPro hay bất cứ máy nào thì tôi cũng chỉ quay tiêu chuẩn 30 mà. Cho nó file nó nhẹ, mình biên tập trên điện thoại hay là trên máy tính nó cũng dễ dàng. Nếu các bạn mà khó tính về cái chống rung ấy, thì chắc là phải mua cái con xịn hơn rồi. Còn nếu các bạn không khó tính lắm thì với chống rung như thế này thì là ổn nha. Màu sắc đẹp các bạn ơi. Màu gốc các bạn ha. Tôi không có can thiệp, không chỉnh sửa sáng tối, không làm một cái gì hết ấy. Đó, chỉ có thuyết minh thêm thôi. Tại đi đường nó ồn quá. Đó, đi đường nó ồn quá mà mình cũng nói nó cũng không có rõ đấy. Ở đoạn sau thì có một số đoạn tôi test cái mic của nó. Còn đây là mình về nhà, mình vừa coi video, mình vừa bình luận, đánh giá cái chất lượng của nó như thế nào, cho các bạn dễ hình dung. Đó. Vâng. Còn đây là cái cảnh mà quay tay các bạn. Quay tay tức là mình cầm trên tay và mình đi bộ. Đi tới, đi lui, đi ngang để quay. Đó, tôi quay cận cảnh thử để nó lấy nét như thế nào. Đó, thì cũng khá tốt. Vâng, con này lấy nét khá là ok. Ở khoảng cách chỉ khoảng một gang tay thôi. Và lấy nét màu sắc, bông hoa giấy. Đây là cảnh quay tay nha. Đó, mình cầm máy trên tay rồi mình đi bộ, mình quay bông hoa rồi nhà cửa vân vân. Đó. Thì nếu mà mình đừng có quơ tầm bậy tầm bạ thôi. Chứ nếu mà mình lia máy nhẹ nhàng như thế này thì hình nó cũng rất là ok bạn. Tôi đang nói về chống rung á. Khá mượt ha, không có bị rung lắc gì nhiều. Đó, với cái chất lượng chống rung như thế này thì cũng đủ dùng rồi. Với cái tầm giá 2.590.000 một cái hộp full phụ kiện. Vâng, tôi đang cố gắng quay một vài cái cận cảnh để các bạn thấy cái khả năng lấy nét của nó. Con này nét cực kỳ sâu. Đó, nó nét từ khoảng độ một gang tay cho tới vô cực luôn. Đó, và quay ngược sáng rất là độc đáo.
quay ngược sáng nha các bạn. Các bạn muốn có những cái hình ảnh lá cây mà nó lung linh như thế này là phải quay ngược sáng nha, mà có mặt trời trước mặt kìa. Đó. Vâng, còn đây là một vài cảnh selfie vlog, tức là tôi có gắn nó vào cái gậy ấy, cái gậy selfie dài 1 mét ấy, 1m2 ấy, và đang đi bộ lên xuống cầu thang ấy. Đó, mình gắn vào gậy mình đưa ra cho nó xa ra một chút, chứ không thì nó thấy cái mặt mình không à. Đó, cầm gậy cua cua đó quay vlog thì các bạn thấy khi mình cầm gậy xa 1 mét và đi bộ lên cầu thang thì cái độ rung lắc hình ảnh như thế nào. Vâng, lâu lâu nó cũng có giật giật nhẹ một cái ha, mà không đáng kể đâu các bạn. Vlog các bạn tập trung vào nội dung và hình ảnh, còn những cái lỗi về thiết bị thì người xem sẽ hoàn toàn thông cảm với bạn. Thậm chí là khi họ biết bạn quay vlog bằng những cái máy chỉ có giá 2 triệu, 2 triệu rưỡi thì họ còn nể phục bạn nhiều hơn. Vâng, màu sắc tươi tắn đẹp quá các bạn ơi. Màu gốc nha các bạn, tôi không hề chỉnh sửa, tăng giảm sáng tối hay là chỉnh màu gì hết, để nguyên. Đó, cái gậy tôi đang cầm. Đó, mình cầm nó xa 1m2 là nó cũng hơi rung rung á. Nhưng mà mình có bật chống rung EIS lên rồi. Đó, cả đó, lâu lâu nó giật một cái á, do mình chuyển hướng gấp á. Vâng, còn đây là một số cái kiến nghị, một số đề nghị của tôi để các bạn. Nếu như các bạn làm vlog mà các bạn muốn chất lượng hình ảnh nó tốt hơn ấy, thì mình nên tắt chống rung đi. Vâng, đây tôi tắt chống rung nữa các bạn. Thì các bạn thấy chất lượng hình ảnh nó tăng lên rõ rệt rồi. Và tiếp theo là cái góc nhìn nó rộng hơn nha. Nó rộng lên tới 170 độ là. Tức là máy nó sẽ không có hao pin, không có nóng thì phải xử lý chống rung. Đó, do máy mình có để cố định mình tắt AES mà. Đó, cho nên là mình nên khai thác cái điểm mạnh của những cái máy tầm thấp. Đó, mình tắt chống rung để góc nhìn rộng hơn, để hình ảnh tốt hơn. Vâng, tôi khẳng định các bạn rằng là khi tắt chống rung thì chất lượng hình ảnh nó tăng lên rõ rệt đấy các bạn. Và góc nhìn nó rộng hơn, nó phê hơn, nó chiêu hơn. Đương nhiên là khi tắt chống rung thì mình nên lên kịch bản quay, mình lắp chân máy để cố định như thế này. Thì nó người ta sẽ không biết rằng là con máy này nó chống rung kém. À, đó. Mình làm vlog thỉnh thoảng mình ngồi ăn uống cà phê hay chill ha, thì mình cũng lắp chân máy rồi mình tắt chống rung đi để khai thác cái góc rộng và cái sự ổn định của nó tốt hơn. Quay được lâu hơn, máy ít nóng hơn. Và pin con này rất là trâu, xài 1 tiếng rưỡi cũng chưa hết luôn đấy. Chứ nhiều bạn tôi thấy quay vlog cứ cầm cua 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 cua, cho dù có cầm cái con GoPro 11 đi mà cua thì người ta coi người ta cũng chóng mặt lắm á. Chóng mặt lắm luôn đấy. Đó, mình khai thác thêm những cái góc chết, những góc tĩnh các bạn. Đó. Những góc tĩnh nha. Cảnh này nó ngược sáng hoàn toàn, mình ngồi trong tối. Đó. Vâng, xin chia sẻ kinh nghiệm các bạn, nhắc lại là các bạn nên khai thác những góc máy tĩnh như thế này. Và khi đó thì mình nên tắt chống rung đi. Đó, và lắp chân máy thì góc nhìn của mình quay sẽ có góc rộng hơn. Và chất lượng video nó chuẩn hơn. Nó không có bị qua xử lý chống rung. Cho nên hình ảnh nó sẽ nét hơn. Nó nét hơn. Đó. Thay vì mình quay được 10 mà mình để nó chống rung thì nó còn được chừng 8. Thậm chí 7. Đó, còn mình để nguyên bản như thế này này, không có cho xử lý, không chống rung thì chất lượng của nó tăng lên rõ rệt. Đó. Mình có thể kết nối với app điện thoại ha. Đó, để xét những cái view, những cái góc. Đó, rồi mình sẽ bấm máy để quay hoặc là chụp. Và con này thì thường người ta quay mà, thì ít ai chụp lắm. Đó. Chụp thì lấy điện thoại ra chụp cho nó ngay ngắn. Vâng, thì đang nói về tắt chống rung thì tôi làm một cái đoạn video quay lia máy và có tắt chống rung. Đó, thì các bạn thấy sao? Đó. Đó. Hơi rung một tí ha. Vì, tại vì mình đã tắt chống rung mà. Đó, mục đích tắt chống rung là để làm gì? Để chất lượng hình ảnh
tăng thêm, không có bị giảm, và góc nhìn rộng hơn, hoành tráng hơn. Tôi có ghi cái chữ là đã tắt chống rung rồi, AES. Mình quay có di chuyển, có chuyển động, lên xuống, qua lại, đi tới đi lui, nhưng mình tắt chống rung và đi thật nhẹ nhàng. Còn nếu như các bạn mà có gimbal, cái gimbal điện tử 30 cầm cái gimbal á, chống rung mà ta dùng cái điện thoại á, đó, mua thêm một cái kẹp, cái ốp, mình gắn con này vào, mình quay thì thôi hết bài luôn. Nhớ tắt chống rung các bạn ha. Tại sao tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này? Tại vì tôi cảm nhận rằng là những cái con giá tầm thấp như thế này, chất lượng video của nó sẽ bị giảm sau khi mà nó xử lý EIS chống rung, và góc nhìn của nó hẹp lại, rất là uổng, rất là tiếc. Cho nên mình ốp chống rung đi để mình khai thác được cái góc rộng và cái chất lượng video nguyên bản. Các bạn nhìn cái lá coi, rất là sắc nét ha. Đó, nhưng mà cái giá phải trả là gì các bạn? Là rung nha. Đó, thì để giải quyết cái vấn đề rung thì mình có hai cách. Một là lắp chân máy, set những góc máy cố định. Hai là sử dụng kèm theo gimbal. Ba là nâng cái kỹ năng quay của mình lên. Đó, mình cố, mình kìm. Như đây tôi đang cố, tôi kìm này. Đó, mình đi bộ đi tới ha. Mình đi tới, đi lùi, mình đi thật là chậm, quay thật là cine. Đó, mặc dù là đã tắt chống rung, nhưng mình cầm máy cho chắc và mình kéo nhẹ nhàng thì mình vẫn có những thước phim đẹp lung linh. Vâng, các bạn thấy những cảnh cận nó sắc nét, nó đẹp như thế nào không? Màu sắc nguyên bản thế. Đó. Thì với kinh nghiệm mà tắt chống rung này, tôi nghĩ các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại camera, chứ không riêng gì con này. Đó, đã tắt này, đã tắt mà tôi vẫn ben ha. Đây là cái động tác bending, kéo ngang. Đó. Thật sự thì khách hàng, khán giả người ta xem là ta xem cái nội dung của video. Đó, nội dung của hình ảnh. Chứ còn hơi rung một tí thì cũng không sao đúng không ạ? Tại vì mình làm vlog mà. Đó, tài chính mình có hạn thôi. Cho nên là cũng không thể nào đòi hỏi cao được. Các bạn mà mua cái máy GoPro 14 triệu, 13, 12 triệu mà các bạn quơ lung tung thì thậm chí nó còn thua cái con này các bạn ạ. Ok các bạn, những hình ảnh các bạn đang xem là hiện tại tôi đang quay 4K 30fps và đã tắt chế độ chống rung. Tắt chế độ chống rung nha. Mục đích là để cho cái thước phim của mình nó có chất lượng tốt nhất, nó không có qua cái quá trình xử lý chống rung, là video của mình sẽ nét hơn, chất lượng hơn. Và đặc biệt là cái góc nhìn của nó sẽ rộng hơn, do cái quy trình xử lý chống rung nó sẽ rốt bớt hình ảnh lại. Cho nên nếu như các bạn nào mà đeo trên nón bảo hiểm hoặc là đeo trên đực mà nó cố định ấy, hoặc là mình lắp trên xe taxi, xe ôm, xe ô tô cố định thì mình không cần phải bật chống rung. Đó, tôi đang chạy một tay và lấy tay giữ nó ở trên đực để cho nó đừng có rung lắc khi mà cái cổ áo của mình nó rung rung. Thì các bạn thấy chất lượng khi mà mình quay không bật chống rung thì chất lượng nó ok hơn không? Chắc chắn là nó đẹp hơn nha. Cái thứ hai là góc nhìn rộng hơn nha. Góc nhìn rộng hơn. Đó, đương nhiên nó sẽ hơi rung một chút, nhưng mà nếu như các bạn chỉ làm cam hành trình, chỉ để làm cam hành trình thì cái chuyện mà rung một chút xíu ấy, nó không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là chất lượng video được góc rộng, rộng hơn đó, và nét hơn, và tiết kiệm được pin nhiều hơn. Vâng, tôi đang tắt chống rung và lấy tay giữ cái chân đực áo cho nó cố định. Vì với những cái video, những cái camera tầm thấp như thế này thì tôi nghĩ các bạn là không thể nào sử dụng nó để làm quay những cái clip ca nhạc, MV hay là những cái clip chất lượng cao, mà chủ yếu là sử dụng camera hành trình đó, và những cái vlog gia đình làm đó, các bạn shipper, rapper, giao hàng, taxi vân vân, thì mình quay ở chế độ này là tôi thấy ổn rồi. Góc rộng,
thì nó cũng không rung vừa phải. Ví dụ mình cố định máy và gắn trên xe taxi vân vân, hình ảnh rộng hơn, nét hơn. Vâng, những hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay buổi tối ở trong nhà đó, với cái góc làm việc quen thuộc, chỉ có một cái ánh sáng đèn vàng ở trên trần nhà thôi, và âm thanh là mình thu trực tiếp từ micro luôn. Vâng, ở một cái khoảng cách là khoảng độ hơn 1 mét, thì các bạn thấy khi mà mình quay vlog những cái cảnh ân bốc mở hộp ở trong nhà như thế này thì mình cần tắt chống rung đi để mình khai thác cái khoảng cách góc nhìn nó rộng hơn và máy mình gần hơn, âm thanh thu sẽ tốt hơn là máy để xa đó, và chất lượng video không có phải xử lý chống rung, không có xử lý uốn cong nên là hình ảnh nó rất là tốt đó, khi mà mình óp chống rung ha. Đó, các bạn thấy chất lượng khung cảnh khung hình như thế nào. Ok các bạn, đây là cái camera của hãng Ausic. Các bạn nên lắp một cái chân máy như thế này, quay thì chất lượng sẽ ok hơn rất là nhiều nha các bạn. Bên trái đây là nút nguồn, mình bấm 2 giây để mở. Còn bên phải này là nút quay phim chụp ảnh, đang ở mode nào đó, thì nó sẽ có tác dụng ở mode đó. Đó, đây là cái led, và đây là cái filter bên ngoài, filter UV. Mình có thể vặn ra để thay thế các loại filter ha. Đó, Ausic. Đó, có màn hình trước ha, giống GoPro 9, 10, 11. Đó, có khả năng quay lên đến 5K các bạn. Đó, quá dữ không? Bên đây mình có cổng sạc micro USB và khe thẻ nhớ, và đặc biệt là có cái cổng HDMI out. Đó, cái cổng này là các bạn cắm vào một cái đập cáp, là đi chơi đi du lịch là vào cái khách sạn là cắm vào tivi luôn. Mình mang cái cổng cáp làm vào cái tivi là mình cắm lên để xem luôn. Đó, màn hình cảm ứng phía sau lưng. Đó, bên phải là hai nút cộng trừ để chọn menu và loa. Mình bấm nút bên dưới này 2 giây để đổi màn hình. Đó. Trong một thời điểm thì nó chỉ sáng màn hình trước hoặc sau thôi. Bấm giữ 2 giây nút bên dưới này ha. Ok, bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh, giới thiệu những cái menu chức năng của nó cho các bạn xem. Đó, đầu tiên là mình nhấn nút này 2 giây để mở máy. Đó, rất là nhanh ha. Tôi không biết họ thiết kế kiểu gì mà mở rất là nhanh. Rồi, mình bấm vào bánh răng. Trên cùng là độ phân giải video. Đó, mình có 5K này, 4K 60 và 4K 30. Đó, và 2K 7, 60 và 30. Full HD, 60, 30. Đó, và slow motion. Đó, có thể lên tới 240 frame giây, và bạn phải tắt chống rung đi thì mới sử dụng được cái slow motion 240 frame giây này ha, và chỉ quay được 720 thôi. Rồi, đây là phần ghi âm. Đó, bật hay tắt thì đương nhiên là mình bật rồi. Bù trừ sáng mình để bình thường. Chống rung này, cái này rất là quan trọng. Đó, bật hoặc tắt. Đó, nếu mà bạn tắt á thì khung hình sẽ rộng hơn, chất lượng video sẽ tốt hơn. Tuy nhiên rằng là nó không có chống rung. Còn bật lên thì nó có chống rung và khung hình bị rốp lại và chất lượng giảm một chút. Đó, thời gian lặp là mình muốn cái clip mình dài bao nhiêu phút các bạn. Đó, nó ngắt từng clip á, thì tôi không có dùng cái chức năng này. Khoảng cách mỗi lần quay. Ồ, cái này là cái gì tôi không rành các bạn ơi. Đó, chuyển động video, chuyển động chậm, chuyển động nhanh này, giảm tiếng ồn của gió. Đó, nếu có gió thì các bạn bật lên, còn không gió thì off đi. Hiển thị thời gian tôi tắt, tức là thời gian nó sẽ in vào bên trong cái video hình ảnh của mình luôn đấy.
Rồi, hết rồi. Bên dưới hình máy răng ở đây thì mình sẽ có 50 và 60 hẹt. Thì tôi chọn là 50. Âm thanh này, âm thanh khi chụp ảnh, vân vân. Rồi có sử dụng mic hay không? Con này có thể hỗ trợ cái mic ở ngoài. Các bạn có thể mua thêm một cái mic có dây với cổng micro USB. Nếu có thì mình khai báo. Cân bằng sáng, mấy cái này các bạn biết quay phim chụp hình thì biết rồi. Và hiệu ứng quay đen trắng hay là quay màu vân vân. Đó, khử cong, cái khử cong này cũng quan trọng các bạn. Tại hiện giờ nó mờ là tại vì mình đang để chống rung. Nếu mà mình tắt chống rung đi, đây tắt chống rung đi, đó, thì cái khung hình của bạn, cái khung hình mình thấy nó rộng hơn đúng không ạ? Đó, thì lúc này mình có thể khử cong này bật lên là những cái đường chân trời á, các bạn nhìn thấy đường chân trời không? Đó, nó sẽ thẳng và cái tòa nhà nó sẽ không có cong. Tại đây mình không có tòa nhà nào ở gần. Đó, còn mình tắt đi này. Thường là tôi tắt các bạn. Đó, thì các bạn thấy đường chân trời nó cong không? Đó, và nếu như có tòa nhà thì nó sẽ bị nghiêng. Thường là tôi tắt nha. Rồi, chế độ lái xe bật hay tắt. Tức là nếu mà khung hình mà nó có chuyển động á, là nó sẽ tự động nó quay. Nếu mà các bạn làm camera hành trình, ngày giờ, đảo ngược tức là mình xoay ngược máy này. Đó. Bảo vệ màn hình, mấy cái này thì bao lâu nó tự tắt vân vân, tự động tắt nguồn, rồi tự động bật khi ghi. Đó, tức là khi nếu mình bật lên đấy thì mình mỗi lần mình mở máy là nó tự động quay phim luôn. Đó, con này có cái khuyết điểm là nó không giống GoPro, tức là khi máy đang tắt đấy thì mình bấm cái nút chụp này nó không có quay các bạn. Đó, nó không có quay mà mình phải mở nút nguồn thì nó mới quay được. Đó, menu của nó thì chỉ có vậy thôi. Đó. Hoặc là bấm vào đây để chọn một vài cái chế độ chơi trong này. Đó, bình thường này, chia nhỏ video. Đó, mình có thể dùng nút bên hông. Đó, để chuyển đổi, để di chuyển này, chia nhỏ từng clip ngắn này, rồi quay timelapse ha. Rồi quay chuyển động chậm, quay chuyển động nhanh và bật wifi. Đó, bật wifi, mình bấm vào đây là bật wifi này. Đó, wifi bật. Đó, tắt nó thì mình bấm dấu chéo này tắt. Hoặc là mình bấm nút này một lần là bật wifi để kết nối với điện thoại ha. Đó. Tắt, bấm được một lần cũng là tắt. Và bên dưới đây là nút play, mình bấm vào thì sẽ thấy được những cái video nãy giờ mình quay. Đó, video nãy giờ mình quay ha. Mình bấm vào để xem. Đó, xem trực tiếp luôn. Hình ảnh rất là mượt mà. Đó, rất là mượt mà. Có điều là mình không có vuốt qua được. Phải coi hết luôn. Hoặc là bấm mũi tên để lùi lại. Đó, hoặc là xóa nha. Đó. Đây là video. Còn nếu ảnh chụp thì sẽ ở bên đây. Đó, đây không có ảnh chụp nào hết. Ở đây mình có zoom này. Đó, bấm dấu cộng này. Là nó zoom từ từ lên, nó zoom lên tới 4x. Thì trước khi quay thì mình bấm zoom lên hết cỡ đi, rồi mình hãng bấm quay. Đó, khi bấm quay thì mình không còn zoom được nữa ha. Không còn zoom được nữa nha. Đó, bấm dừng quay. Đó, nhả zoom về. Các bạn đừng, mỗi lần tắt máy thì nó reset lại, nó tự động nó nhả zoom về bằng 0x, bằng 1x. Đó. Ở đây là nó có báo cho mình biết đang quay 4K 30 giây này. Và đây là có chế độ chống rung này. Đó, bên đây là tình trạng pin và micro đang mở. Đó, màn hình trước này thì mình chỉ dùng để quan sát thôi. Chứ nó không có cảm ứng, không có thao tác được ở trên này ha. Đó, đây là cái nắp filter này. Mình có thể vặn nó ra.
Đó. Filter. Mình vặn ra để mình thay thế 6 cái filter mà được tặng kèm. Tùy theo mục đích ha, chụp macro hay là filter ND để giảm sáng vân vân. Đó, mình thay filter vào. Cái này mục đích để chống bụi, để chống chói lóa. Đó, bên dưới đây thì mình có cái nút chuẩn 1/4 để lắp chân máy này, lắp chai bốt này và khe đựng pin. Đó, đây là khe pin. Mình nắm những dây là mình rút pin ra. Đó. Pin này là mình được tặng kèm hai viên đấy các bạn, một viên theo máy, một viên tặng kèm. Đó. Dung lượng của nó là 1350 mA, 1 cell 3.7. Vâng, pin con này sử dụng khá là trâu các bạn. Tôi đã test thử rồi, pin này có thể quay được đến 1.5 tiếng, thậm chí nhiều hơn. Đó, mình lắp vào. Ok, các bạn thấy cái tripod, cái chân máy này nhỏ nhắn dễ thương không? Cái này mình mua thêm nha. Đó, những cái đồ nghề này thì tôi có sẵn rồi. Đó, mình cái chân máy này rất là lợi hại khi mình quay vlog. Đó, không có nó thì mình không thể quay được đâu. Mình cầm mình cua cua thì nó kỳ cục lắm. Đó. Vâng, vậy là tôi đã review xong cái camera của hãng Ausix, tên của nó là S81 này. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với cái camera này, giá của nó là chỉ có 2.590.000 đồng. Để làm vlog cho những người mới chơi hoặc làm camera trình thì rất là tốt. Đó, nếu các bạn cảm thấy thú vị thì hãy bấm vào phần mô tả của video, sẽ có cái link mình bấm vào để liên hệ với shop để cập nhật một cái giá mới nhất. Đó, và đặt hàng cho nhiều con. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn.